shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismarck Reforged. Để ủng hộ làm tiếp, các bạn đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập trước mình đã bắt được em Volcanion. À, em này là cặp đôi với em Magina đây nè các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Ồ, mình xuống địa ngục á, không ngờ mà gặp được em này luôn các bạn ơi. Ồ, rất là hiếm luôn rồi. Để bây giờ mình kiểm tra coi thử Pokédex mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi nha. Ôi, vẫn là 94%. Và mình đã bắt được 840 em Pokemon rồi hả? Chỉ còn 50 em nữa hả bạn ơi? Ui quá nhanh luôn. Thì chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi triệu hồi một vị đón sáng tạo cuối cùng. Đó chính là Palkia nha các bạn ơi. Mà trước tiên thì mình sẽ đi coi thử mấy cái em Marip nó đã mọc lông lại chưa cái đã. Ui Marip của mình lúc trước nó bị trụi lông các bạn ơi. Để bây giờ mình lấy ra coi Marip. Ôi, ủa nó mọc lông lại hả? À hình như cắt lông rồi nó cũng mọc lại các bạn ơi. À chúng ta để nó trong PC nó sẽ tự mọc lông lại ha. Ui cũng rất là hay các bạn ơi. Từ từ cái đã. Để mình cất lại mấy em Pokemon này trước đi ha. Mình sẽ lấy luôn một cái em nữa, đó chính là Azil ra trận luôn nha. Azil. Và chúng ta sẽ còn ba cái viên Ruby để mà tạo một cái chuỗi màu đỏ trước đi ha. Mình sẽ tạo một cái chuỗi đỏ trước nha các bạn. Rồi đó thì mình sẽ đi nhuộm lông cái tụi Magrip này sau nha. À mình cũng có đem mấy cục Ray Candy nữa nè. Ôi cũng khá là ngon lành luôn. Thì mình có ba cái cục ruby trong đây nè. Chúng ta phải lấy ruby ra nha các bạn ơi. À và cái tụi bộ ba thợ hồ này nó cũng phải đạt cái điểm happiness thật là cao nữa. Hai happiness luôn. À mất happiness luôn các bạn ơi chứ không phải là hai nữa. Đây mình sẽ lấy mấy cái trái berry ra cho tụi nó ăn nha. Ồ để mà nó lên điểm happiness thiệt là cao luôn các bạn ơi. Ôi em này để coi happiness của nó hiện tại đang là 255 rồi. À UC đã là 255 rồi. À, Metric là 243 và Azil là 239. À mình sẽ cho hai em này lên mát luôn nha các bạn ơi. Ui mình tưởng phải tốn nhiều thời gian chứ nhưng mà không sao. Ui rồi bây giờ nó đã mắc cái điểm happiness của nó rồi các bạn ơi. Rồi và cái em thần hồ cuối cùng đó chính là Azil nha. Đó mình cũng sẽ cho nó mắc happiness luôn. Dạ cái con này nó chạy đi đâu quá ta. Rồi và nó đã mắc happiness rồi nha các bạn ơi. Rất là ngon lành luôn. Rồi mình sẽ tiến hành cất mấy cái trái berry này vô trong đây trước đi ha. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành chế tạo mấy cái chuỗi đỏ cái đã. Đầu tiên thì chúng mình sẽ lấy những cái viên ruby trước nha. Dạ tới đây coi. Đầu tiên là Metric trước nè. Bấm chuột trái vào tụi nó là được thôi nha các bạn ơi. Đó chúng ta đã có được viên ruby của cảm xúc nè. Tiếp theo là viên ruby của trí tuệ. Và cuối cùng là viên ruby của ý chí nha. Đó. Và chúng ta sẽ kết hợp ba viên này lại với nhau để mình tạo ra được một cái chuỗi đỏ đó bạn ơi. Ok, ngon lành rồi. Và mình cũng đã có một cái viên ngọc của Palkia, đó chính là viên Lustrous Orb nha các bạn ơi. Ngon lành luôn. Cái gì vậy? Cái gì mà mới vô cái con Dragon này nó cứ thích ấu mình hoài luôn các bạn ơi. Rồi để mình lấy PC ra coi thử coi. Ôi mấy cái em UC Azure Metric của mình nó đã bị giảm level xuống hết rồi nè. Hơi buồn một xíu. Bọn này thì nó giảm 20 cấp luôn các bạn ơi. Và cái điểm happiness nó giảm là 55 điểm hả? Wow, cũng không tệ ha. Mình sẽ cất bộ ba này vô nha các bạn ơi. Để mà mình lấy cái tem khác ra để mà luyện cấp nha. Mình vừa dọn dẹp cái PC rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi nhuộm màu cho mấy em Marip rồi nha. Đó, đi nhuộm lông cho tụi nó các bạn ơi. Chúng ta có tổng cộng là mười mấy em đó. 16 em thì phải. Bên trong này là có được 10 em rồi nè. Ngoài đây thì có 6 em đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ kiểm tra coi. Bên đây là một em Marip Shiny. Shiny mà bị trọc luôn các bạn ơi. Chắc mình gặp một con Marip Shiny bình thường mình sẽ bắt nó lại nha. Con đó thì mình sẽ tạm cất vô đó đi ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có được một em Marip thường ha. Ui đây là Marip thường. Em thường thì chắc mình cũng sẽ cất vào trong PC luôn các bạn ơi. Rồi tới mấy em Marip khác coi. Ố một em Marip trọc. Ok cái con trọc thì mình sẽ để kế gần với con Shiny trọc luôn. Và chỗ này là một con thường. Để như vậy cho dễ biết đó các bạn ơi. Rồi tiếp theo là à, đây là những em Marip là không có bị cào các bạn ơi. Nó còn nguyên lông nè. Ok. Ồ, bốn em còn nguyên lông. Thì ba cái dạng này mình sẽ để nguyên dạng nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi nhuộm 6 em còn lại nha. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đi nhuộm từng màu cho tụi nó nha các bạn ơi. Đầu tiên là màu của túi mực nữa bạn ơi. Màu đỏ, màu của xương rồng.
Màu của cacao hả? Màu của lapis và màu của cái gì đây? Đây là purple dye các bạn ơi. Mình sẽ nhuộm 6 màu trước ha. Purple dye thì nó sẽ cần lapis và một cái rose, một cái hoa hồng các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy hai cục lapis ra trước nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần cái gì đây? Hoa hồng, hai cây hoa hồng, một cái cactus green. Ok, một cái xương rồng các bạn ơi. Mình sẽ đi lấy hoa hồng cũng như là xương rồng luôn nha các bạn. Ngon lành. Ê, cái gì vậy? Cái gì thách đấu tôi nữa vậy? Bộ môn của mình level thấp á nên bọn này đang hiếp mình hoài à. Chúng mình end battle cái là các bạn ơi. Rồi, ra đây mình sẽ kiếm thêm mấy cây hoa hồng. Hoa hồng thì bên này có không ta? Mình còn thấy hoa vàng thôi à. Ơi sẵn chắc mình lấy mấy cái hoa màu trắng này thử coi. Không biết tí có cần nữa. Đây đây đây, hoa hồng đấy các bạn ơi. Đây, hai cái hoa hồng đây nè. Ngon lành. Mình sẽ lấy luôn mấy cái hoa màu vàng luôn nha. Ồ, hoa vàng chúng ta sẽ lấy luôn. Và mình sẽ đi qua cái vùng desert đi để mà lấy thêm những cái loại cactus, những cái cây xương rồng đó các bạn ơi. Ôi cái vùng desert nó gần lại cái vùng jungle luôn. Rất là tiện cho mình luôn. Chắc tí mình vô mình lấy mấy cái hạt cacao luôn nha các bạn ơi. Đây chính là xương rồng đây. Xương rồng thì chúng ta phải nấu lên nữa. Ok, thấy tầm 3 cây là được rồi. Bây giờ thì mình đi vô rừng mình kiếm mấy cây cacao nha các bạn ơi. Ui cây cacao thì hơi bị khó tìm một xíu. Ôi, tìm được cây cacao nữa các bạn ơi, hơi bị khổ đây. Xong tôi đi bộ kiếm cacao hả? À đây đây các bạn ơi, cacao đây nè. Ồ, được 3 cục luôn. 3 cục nữa các bạn ơi, được 6 cục rồi nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi trở về nhà thôi. Ngon lành liền. Hên với bạn ơi, may là tìm được cacao nhanh đó. Đi về nhà chúng ta sẽ tiến hành đi cho nấu xương rồng trước đi ha. Đầu tiên là cho nấu xương rồng trước nè. Ồ, rất là nhiều sắt luôn ha. Sắt thì mình sẽ bỏ vô đây đi. Rồi, hy vọng nó sẽ nấu thật là nhanh để cho chúng ta đó các bạn. Rồi, đầu tiên là màu của xương rồng trước ha. À, đầu tiên thì mình sẽ nhuộm nó màu của mực trước nha các bạn ơi. Màu của những cái túi mực. Mình sẽ có cái fishing lock vào trong đây trước đi. Rồi, màu của túi mực nữa các bạn ơi. Ồ, màu đen. Em grip đen là cái em đầu tiên nha các bạn ơi. Đây, ma rít đen nè. Xong một em rồi các bạn ơi, quá là xịn sò luôn. Rồi tiếp theo đó mình sẽ nhuộm em ma rít màu khác nha. Tiếp theo là ma rít đỏ hả? Wow, màu đỏ thì rất là dễ thôi bạn ơi. Màu đỏ thì đây nè, chúng ta có những cái hoa hồng đó, hoa poppy. Rồi nhuộm ma rít màu đỏ luôn. Cái icon nó không có thay đổi, hơi bị tiếc các bạn ơi. Đó, một em đen, một em đỏ nè, rất là nhiều ma rít ở đây luôn nha các bạn. Một đen, một đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục nhuộm ma rip khác đi. Ma rip xương rồng hả? Ok. Ma rip màu xanh của xương rồng. Quên em này nhuộm rồi. Đây, màu xanh của xương rồng. Wow, em này nhìn rất là đẹp luôn nha bạn. Ôi em nào cũng đẹp hết á. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ có được màu của coco bean. Màu của những cây cacao đó các bạn ơi. Đây, màu cacao. À, ra màu này hả? Ôi, giống màu cà phê quá ha. Nhìn đã vãi chưởng à. Thì hai cái màu cuối cùng đó chính là màu của lapis và màu của purple dye. Thì purple dye mình sẽ chế tạo từ một cái lapis và một cái hoa màu hồng nha các bạn ơi. Đây, purple dye. Đó, rất là đơn giản luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhuộm trước màu của lapis nè. Ồ, màu này thì màu xanh đậm hả? Và đây, màu tím. Tím mộng mơ. Rồi, và thế là cái tên đầu đó, chúng ta đã có được nhiều diamond rip rồi các bạn ơi. Rất là nhiều màu dùng nó luôn nha. Ma rip một người luôn các bạn ơi. Đó, lần nhuộm đầu tiên thì mình đã có được 6 em Marip, 6 màu rồi nè. Wow, nhìn rất là đã các bạn ơi. Ok, mình sẽ cất tụi nó vào trong PC hết nha. Hay 6 cái màu chúng ta đã có rồi nè. Ồ, mình sẽ để tụi nó như thế này. Mình sẽ tiếp tục nhuộm 6 cái màu còn lại nha các bạn. Hy vọng là mình đủ cái số Marip để mà nhuộm đó. Những cái màu tiếp theo là màu của Cyan các bạn ơi, Cyan Dye. Được chế tạo từ Lapis và Cactus Green nè. Ok, mình sẽ đi tạo luôn nha, cho nó nhanh các bạn ơi, chứ không để tí nữa nó nhầm á. Màu này thì mình đã có rồi phải không? Mình sẽ cất vào trong đây hết. Nó còn cactus và lapis các bạn ơi. Lapis thì mình cũng có đây luôn. Chắc lấy ra một mớ lapis đi ha. Thấy công thức cần nhiều quá à. Đây, lapis cũng như là cactus nha các bạn. Ồ, cyan dye đã có nha các bạn ơi. Cyan dye, cái màu đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có màu gì đây? Light gray. Tiếp theo là màu light gray nha các bạn ơi, mình sẽ kiếm cái màu đó đi. Ủa cái này phải không?
Ồ, cái này ra pin đai. Á, à, cái này ra màu gì đây? Ồ, light ray luôn nè. Wow, chúng ta đã có light ray luôn rồi. Cũng hên các bạn ơi. Đây, light ray nè. Rồi, thế là chúng ta đã có được hai màu rồi nha. Tiếp theo nữa đó chính là màu insert kết hợp với lại bột xương. Màu đen kết hợp màu trắng. Đây, màu xám thôi các bạn ơi. Đấy, đây chính là màu gray nha. Wow, khá là nhiều màu bộ. À, màu thứ tư là màu pink dye. Ồ, pink dye luôn nè. Hồi nãy mình có lấy một cái gai hoa đó. Và màu đây là lam dye hả? Lam dye là từ custard cũng như là bột xương thôi. Ui, đơn giản phải chữ luôn á. Lam dye. Đây, lam dye đây rồi. Chúng ta đã có được mấy màu rồi? Mình đã có được 5 màu rồi các bạn ơi. Và cái màu cuối cùng đó chính là màu vàng. Màu vàng thì có hoa vàng luôn nè. Có một cái hoa vàng luôn để tạo màu vàng luôn các bạn. Ồ, hấp dẫn. Vậy là mình đã có đủ được 6 màu rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nhuộm từng con nha bạn ơi. Đầu tiên là Magrip màu hồng trước đi. Ồ, màu hồng đã xong. Tiếp theo là Magrip màu lam đai. Wow, màu này thì là màu xanh nhạt đó bạn ơi. Đây, Magrip màu vàng. Ôi, màu vàng thì nó vàng đậm hơn một xíu ha. Rồi, mình sẽ nhuộm ba cái màu cuối cùng. Đây, màu gray, đây là màu xám nha bạn ơi. Ờ, đây là màu bạc hả? Light gray. Ồ, đúng rồi, màu bạc các bạn ơi. Và cuối cùng là cyan dye. Ồ, màu này là màu xanh gì đó khá là lạ các bạn ơi. Cái con này thách đấu mình nữa. Ăn mà cứ thách đấu tôi hoài à. Và thế, sau cái tên này là mình đã có xong được 6 cái màu khác nhau nữa rồi. Cũng khá là ngon lành đó các bạn. Đây, tất cả mấy em Magrip đây các bạn ơi. Wow, những cái màu này thì nó không có tươi nhưng những cái màu hồi lúc nãy ha. Cũng được các bạn ơi, thôi mình sẽ cất tụi nó vào trong PC hết luôn nha. Ui, mình có thể nhuộm màu cho cái PC được nha các bạn ơi. Mình sẽ cho PC này màu xanh đi ha. Wow, cũng rất là hấp dẫn đó. Chúng ta cũng có thể nhuộm màu cho những cái máy này luôn nè. Ui, cũng hay chứ bộ. Để mình thu hết mà rip vào trong PC hết nha. Mình sẽ nhuộm cái PC của mình là màu xanh nha các bạn ơi. Ôi, cũng khá là hấp dẫn đây. Wow, chúng ta có thể nhuộm những cái màu này lại được luôn nè. Wow, nó cũng rất là xịn sò đó bạn ơi. Ôi, hấp dẫn hấp dẫn. Chúng ta sẽ còn 4 màu nữa các bạn ơi. Và đây là light blue hả? Tiếp theo là màu gì đây? À, màu hồng kết hợp với là màu tím. Và đây là màu cam. Cuối cùng là màu bột xương. Ôi, cũng rất là đơn giản thôi. Chắc mình sẽ cần đi bắt thêm Magrip các bạn ơi. Đó. Magrip thì nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng đồng bằng các bạn ơi. Thời gian là buổi trưa cũng như là cái lúc hoàng hôn hả? Wow, cũng rất là xịn sò đó bạn ơi. Để bây giờ mình đi qua cái vùng Flower Forest á, mình lấy những cái màu cho nó tiện khỏi phải chế tạo đó bạn ơi. À, mình có cái vùng Flower Forest luôn mà. Đây nè, chúng ta chỉ còn 4 màu nữa thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ còn màu cam này trước ha. Đúng rồi, màu cam đây rồi. Rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Màu cam, màu bột xương, màu blue. Và cuối cùng là màu... Ôi, từ cái cây lilac này nữa hả? Magenta. Ó, cây lilac thì bên đây có luôn nữa bạn ơi. Ui, cũng rất là đơn giản đây. Ui, chúng ta cỡ phải đi chế tạo tùm lum. Đây nè các bạn. Ngon, ớ, lộn. Rồi, xong rồi nha. Ngon lành cành đào, chúng ta có được hai màu rồi. Bột xương là màu thứ ba. Bột xương là màu mặc định rồi, mình không có cần nữa. Giờ mình sẽ chuẩn bị màu trước. Rồi chờ tới trưa mình sẽ bắt thêm 3 con Magrip nữa là xong nha các bạn ơi. Đây. Chúng ta đã có được 4 màu mà mình cần thiết nữa rồi. À, đây là 4 màu cuối cùng của Magrip nha các bạn ơi. Mình đã có được một dạng Magrip trọc nè. Một dạng Magrip shiny trọc và 12 cái màu khác nhau rồi. Bây giờ thì thêm 4 màu nữa là mình xong nha. Ủa, shopkeeper này bán gì đây? Duststone và Waterstone. Nhưng mà mình không có cần đâu. Rồi, mình phải chờ tới trưa để mà tụi Magrip nó xuất hiện các bạn ơi. Ủa, cái PC hồi nãy mình có nhuộm màu xanh mà. À, có vẻ như là mình đập ra thì nó sẽ biến mất cái màu các bạn ơi. Mình nhuộm mấy cái máy này được không? Ủa, nhuộm được luôn. Ủa? Ủa, nhuộm được hết các bạn ơi. Ơi, quá là hay luôn ha. Khá là xịn sò đó các bạn ơi. Chắc mình sẽ tiến hành đi mình nhuộm mấy cái vật phẩm trong nhà mình hết nha. Đây, nhuộm màu hết. Ui, hay vãi chữ luôn đó. Mình có thể nhuộm màu vàng nè. Màu vàng. Đây. Ồ, chúng ta đã có được những cái healer mà rất là nhiều màu khác nhau luôn đó. Ồ, đây có một con Magrip xuất hiện nữa các bạn ơi. Mình đang coi thử có cái chiêu Sleep Powder để mình đỡ mất công học cho cái em Venusaur.
Tại mình đang có Venusaur cấp thấp mà nó có Sleep Powder á, mình muốn học cho một em cấp cao hơn đó bạn ơi. Đây mà rip của tôi, em này cấp 15 hả? Cứ Whipball mà xài thôi bạn ơi. Ồ, thành công luôn. Thế là chúng ta đã có được hai em rip rồi, mình chỉ còn thêm hai em nữa thôi nha bạn ơi. Wow, đúng lúc trưa thì tụi nó sẽ xuất hiện hả? Ở đây đây đây, bên đây thêm một con nữa. Ma rip với tôi, em thứ ba của mình. Ui, đai bom mình chỉ còn có một quả thôi. Tập ngày hôm trước mình bắt Magic Cap dữ quá, hết đai bom luôn rồi bạn ơi. Chắc tí mình sẽ đi về nhà mình chế tạo thêm đi ha. Đây, và em rip cuối cùng chính là em này nha bạn ơi. Nằm ở đâu vậy? Ôi, nó nằm ở gần chân nhà của Subo nè. Ê, mình bấm lột đai bom rồi. Thôi xong, em này thì mới cấp 5 thôi, không biết nó có chịu khuất phục không nữa. Ơ, nó vẫn chịu khuất phục các bạn ơi, tại vì nó cấp thấp á. Rồi, thế là xong Marip rồi nha. Chúng ta đã có đủ hết 4 em Marip rồi các bạn ơi. Giờ thì nhuộm màu cho tụi nó nha. Ồ, tiếp theo là màu của bột xương nha. Ơ, màu bột xương không có nhuộm được các bạn ơi. Ồ, Marip màu trắng nhuộm không được hả? Ôi, hơi ủ các bạn ơi. À, em màu trắng thì như nhuộm không được rồi. Chúng ta có được 3 màu rồi nè. Wow, màu trắng thì chúng ta nhuộm không được các bạn ơi. Chắc mình sẽ bỏ cái em Marip cuối cùng này đi. Và đây, chúng ta đã có được hết tất cả các dạng của Marip rồi nha. Quá là nhiều màu luôn các bạn ơi. Một nùi màu luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi bắt em Palkia trong tập ngày hôm nay luôn nha. Để mình chuẩn bị cái đồ hình thích hợp cái đã. Rồi thì bây giờ chính là thời điểm để mình đi triệu hồi em Palkia nha bạn ơi. Trước khi đó thì mình sẽ trang bị cái Focus Shot này cho cái con Venusaur đã. Thì cái Focus Shot này á, nó sẽ giữ lại một máu khi mà Venusaur bị đánh chết đó nha bạn ơi. Tức là nó sẽ không bị chết mà nó chỉ còn lại một máu thôi. Nó cũng rất là hay luôn. Thì mình chuẩn bị đội hình gồm những Pokemon hệ tiên không. Đây là Ashes hệ tiên nè, Sivili hệ tiên. Dancy thì có mang hệ tiên với lại hệ đá. Dancy thì có mang hệ tiên với lại hệ đá. Mình thì sợ em này nó bị thiệt thôi. Tại vì cái em Palkia thì nó thuộc hệ rồng cũng như là hệ nước đó bạn ơi. Caesar Mega nè, Venusaur với lại Focus Shot thôi. Ok, thì mình sẽ tiến hành đi qua cái vùng Time Bayonta để mà triệu hồi em nó luôn nha. Chúng ta sẽ còn chuẩn bị hai thứ, đó chính là cái Lost Road Off và một cái Red Chain nha các bạn ơi. Đầu tiên á, thì mình sẽ cho cái Red Chain vào trước nha. Ồ, hấp dẫn chưa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho Lost Road Off vào ở trong luôn nha. Đây, đây rồi, đây rồi. Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự xuất hiện của đấng sáng tạo vị thần của không gian Palkia nhé bạn. Ui, nó to phải chưởng luôn. Ui, nó to đi anh ra rất là nhiều các bạn ơi. Ui, quá xịn các bạn ơi, mình sẽ force whip nó một cái nha. Ôi, em này thì chắc mình sẽ không dùng whip ball luôn đâu. Mình sẽ force whip phát nữa nha bạn ơi. Ui, nó đã còn một chấm máu rồi nè. Giờ thì mình sẽ chuyển qua em Venusaur để mà tiến hành ru ngủ nó nha. Venusaur thì nó sẽ không chết đâu nha các bạn ơi. Đó, nó sẽ còn một máu. Ai da, nó còn một đống máu luôn. Em này thì mình sẽ xài chiêu Sleep Powder để mà ru ngủ. Ấy, nó chết queo luôn rồi. Vãi cái nồi. Thôi bây giờ chắc mình sẽ xài luôn những cái quả bon khác đi. Chắc xài Heavy Bon nha bạn ơi. Đây là một trong những Pokemon cũng là hạng nặng mà. Để xài Heavy Bon thôi bạn. Ui, một quả thành công luôn bạn. Ôi vãi cái chướng nữa. Khá là xịn sò luôn bạn ơi. Wow, con Venusaur này nó chưa kịp xài cái Focus Shot nữa. Ơi nhưng mà không sao bạn ơi, bắt được Palkia là quá ngon rồi. Ôi ngon lành vãi. Hình như em này kích thước rất là to luôn đó. Ôi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra kích thước của em Palkia này nha bạn ơi. Wow, nhìn nó khá là khổng lồ luôn. Ôi và em này kích thước huge các bạn à. Khá là xịn sò luôn nha. Và Dialga thì kích thước gì đây? Kích thước chuẩn. À, Giratina cũng là kích thước chuẩn luôn. Ôi, rất là ngon lành luôn. Và Aesop hả? Em Aesop này thì cũng là kích thước siêu luôn. Để mình coi thử hai con này nó có bằng nhau không nha. Ôi, hai cái màu hồng nè. Wow, nó cũng bằng nhau đó bạn ơi. Ồ, đại khái cái đầu nó cũng cao ngang nhau thôi. Em này kích thước siêu á thì nó bự hơn em Dialga của mình rồi nè các bạn ơi. Dialga nó còn có chút xíu à. Chắc mình sẽ chụp cho em Dialga này một tấm hình luôn nha các bạn ơi. Ồ, đây vị thần của
không gian nhé bạn. Rồi mình sẽ treo nó vào trong này đi ha. Chắc mình sẽ treo em Bankia vào chỗ này các bạn ơi. Ở trên thì nó đã bị treo hết rồi. Đây chính là ảnh của Bankia nè. Nhìn thì nó cũng không có rõ cho lắm. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.